Chị Kinh Đâu Vui xin chào các bạn fan cute phô mai que. Cơ mà dạo này fan hổ báo cáo trồn thế nhỉ? Còn chưa kịp ra video mà đã gieo quá trời quá đất. Anh em phải bình tĩnh đợi chị chứ. Hôm nay lên video khám phá tất tần tật về Oppa Huy Idol. Like video đi rồi tới công chuyện liên não. Câu 1. Đố bạn tên thật của Oppa Huy là gì đấy? Chỉ có ai tinh ý, ai theo dõi anh Huy từ những ngày đầu tham gia nền tảng xã hội thì mới nhận ra anh ấy họ Trần, tên đầy đủ là Trần Văn Huy. Và nếu thấy câu mở đầu đơn giản như đan rổ thì like video đi, vì những câu sau chưa chắc bạn đã trả lời được đâu nhé. Nó kìa, tao vừa đánh bạn tao. Biết buồn. Bạn tao vất vả rồi. Sao anh nói? Phải đi ngay. Đứng lại. Xoa và cho nhanh khỏi. Cảm ơn anh tốt với bọn em quá. Anh nhìn nhầy. Có bao nhiêu thằng? Dạ một. Ba thằng vỡ mồm cùng một bên. Anh biết chiêu thức của nó rồi. Anh tạo xử đấy. Nhưng nhua. Mày đụng nhầm người rồi. Va chạm tí bạn ơi. Xong mày rồi. Huy nữa. Mày đang vả rồi. Trời ơi, nghe ngay. Về thôi các em. Trưởng thành là khi chúng ta sống không để ý hơn thua, không so đo hơn thiệt. Câu 2. Oppa Huy Idol năm nay bao nhiêu tuổi? Chỉ dành cho fan chân chính. Không những vậy mà còn phải giỏi toán thì một giây mới tính được 2023 trừ 1991 bằng 32 tuổi. Ồ, có ai nhận ra chị Likio bằng tuổi anh Huy không nhỉ? Có gì nôn hết ra đây? Sáng giờ đã ăn gì đâu mà nôn. Mày nhợt với tao. Anh cần khánh trăng để bảo vệ em. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Free Fire các bạn, đâu là tên gọi khác của anh Huy? Đúng rồi đấy, mấy ông bà già đu idol đỉnh ghê, gì cũng biết luôn. Anh Huy có hai kênh YouTube, một kênh là Oppa Huy Idol, còn một kênh là Oppa Huy Seoul. Bạn có biết tên kênh TikTok của anh Huy không? Nếu biết thì comment ngay đi nào. Thời tiết đẹp quá nhờ. Ba hàng xóm có đốt tuổi giống con quá này. Ừ nhờ. Vớ vẩn nào, trùng hợp là trùng hợp thôi. Nào bảo tự chơi công viên nha. Bác Đại, lâu rồi không gặp. Hai bố con càng lớn càng giống nhau nhờ. Về ngay. Chào, chào à. Chào hỏi cái gì? Ai chơi bò gì với nhà ông mà chào? Câu 4. Thế có hai kênh YouTube thì kênh nào có nhiều lượt đăng ký hơn nhỉ? Trời, mặc dù câu hỏi dễ nhưng mà vẫn trả lời sai. Đấy đây, cho ai chưa biết thì kênh Oppa Huy Idol có nhiều lượt đăng ký hơn nha. Với hơn 4 triệu lượt đăng ký, còn kênh Oppa Huy Seoul thì chưa đến 1 triệu à. Câu 5, chưa chắc bạn đã biết quê hương của Oppa Huy Idol ở đâu nha. Bạn đoán thử xem nào. Để kiểm tra mức độ cuồng idol của bạn đến đâu thì chị Kính sẽ để bạn trả lời xuống phần bình luận nhé. Ai trả lời nhanh nhất và chính xác nhất sẽ được chị Kính tặng quà độc lạ đó nha. Không được ăn gian đâu, tôi là tôi xuống kiểm tra liền đó. Câu 6. Trước khi trở thành idol, anh Huy làm nghề gì? Tin được không? Từ một anh thợ cắt tóc mà trở thành idol của bao người. Trong đợt dịch, salon phải đóng cửa, ấy vậy mà không làm khó được anh ấy. Anh ấy đã được mọi người yêu quý bởi những video hài hước. Làm video là nghề tay trái, nói nhỏ cho bạn nghe. Anh ấy sở hữu một salon nổi tiếng ở Hải Phòng cơ đấy. Đố bạn biết salon đó có tên là gì? Tao nhuộm màu này. Có ngay, có ngay. Nhưng không phải ở tóc. Thế nhuộm ở đâu? Nhuộm lông lách. Hả?
Anh đang làm công việc gì anh? Đến quán nào sập tiệm quán đó. Nani? Anh có chất tóc cứng thật. Cắt cho búa mày nhanh lên. Lắm mồm. Em có thể trả lời tất cả các câu hỏi về tóc. Mày chắc chưa? Em chắc chuẩn. Thế trên đầu tao có bao nhiêu sợi tóc? Câu 7. Oppa Huy Idol đã được nhận nút gì bạn nhỉ? Sợi, nãy chị Kính bảo kênh của anh ấy có hơn 4 triệu subscribe thì tất nhiên là anh ấy đạt nút vàng á. Còn để đạt được nút kim cương thì phải là 10 triệu subscribe nè. Chúc idol đạt nút kim cương nha. Ơ mà thế fan muốn chị Kính đạt nút vàng hay là nút kim cương thì nhấn đăng ký kênh đi nào. Tất cả là nhờ vào fan đáng yêu đó nha. Mãi yêu à. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi chết tiệt. Series mà anh Huy Oppa Idol đã làm nhỉ? Không nói thì các bạn có đến mùa quýt cũng vẫn nhầm. Đáp án là kỹ năng sống vui nhà mấy ông bà già. Rằng thì mà là series này đang trên TikTok đó. Series này đã có đến 704 tập rồi. Xem mà muốn cười sái quay àm. Mong series này không có hồi kết nha. Ba cấm con dây dưa với thằng đấy. Loại hư hỏng, đấu đường xóa chợ. Chúc mừng sự hợp tác của hai công ty. Biết đâu trong tương lai chúng ta là thông gia. Đồ của chị đây. Ơ, Huy. Người quen hả vợ? Không phải. Này, ông cứ nghỉ học thế này, không ổn đâu. Tôi đang cần tiền. Bác sĩ, xin hãy cứ chạy thận cho mẹ tôi. Tôi sẽ thu xếp đủ tiền. Câu 9. Kênh TikTok của anh Huy Oppa có bao nhiêu follower? Eo ơi, cái khác thì fan không biết cơ mà hỏi về TikTok thì comment ầm ầm. Đúng là con dân của Top Top có khác. Idol đỉnh thật sự. TikTok của Huy Oppa vừa tròn 6 triệu follower đấy. Idol của chúng ta mãi đỉnh. Ai follow TikTok của anh Huy rồi thì like video để chị Kính điểm danh nào. Anh Huy, kênh TikTok của anh chính thức cán mốc 6 triệu người theo dõi rồi đấy. Cứ trêu anh chỉ là một người bình thường. Sao có nhiều follow như vậy được? Anh nhớ lại đi, anh đã từng cố gắng thế nào. Có những ngày làm việc 18 tiếng, rồi những chấn thương, tự mày mò, tự học hỏi. Tất cả đều do cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Của team Oppa Huy Idol nhé. Team của Oppa Huy có 4 anh thợ cắt tóc làm chung salon với anh ấy. Nếu bạn tìm ra được idol của Miu Miu TV đi lạc vào đây thì bạn quả là một người thông minh đấy, bạn biết không? À, mà ai muốn tập sau chị Kính làm về Miu Miu TV thì like video đi chứ còn gì nữa. Video sau lên Miu Miu TV liền. Câu 11. Vợ của anh Huy có tên là gì nhỉ? Idol của chúng ta giờ đã là chồng người ta rồi. Mà người ta thì tên là Khánh Hà nha mấy ông bà già. Lúc đầu bà đám cưới mà chị Kính không có tin, nghĩ là bị lừa. Cơ mà đám cưới tổ chức hoành tráng như vậy mới tin nha. Chúc anh chị mãi hạnh phúc, sớm có baby xem có giống bố hay là giống mẹ nè. Cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng. Biết nói chỉ đây một câu. Câu gì? Một câu đưa làng về rừng. Ủa?
chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như huy vai tiếp tục chụp thôi. Wow. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Đây là studio chụp đẹp nhất. Anh rất ưng ý. Vậy em gửi anh hóa đơn. Kế toán anh nghe. Cậu đưa hóa đơn nhầm người rồi. Làm gì có ông nào lấy vợ mà còn tiền. Câu 12. Ai có nhiều follower hơn? Oppa Huy lại nhận idol của mình có nhiều follower thì sai rồi bé ơi. Anh Hoàng có nhiều follower hơn á. Ông Trần Quốc Dân sở hữu 6,4 triệu follower trên Top Top. Rồi không biết ai đạt 10 triệu follower trước bạn nhỉ? Fan Anh Huy thì like video, còn fan Anh Hoàng thì comment xem team nào đông hơn nè. Xem mày chồng đúng không? Ủa quả câu này ra là số tử vi cho cô thấy là đường tình duyên của con khá là lận đận. Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau, con vợ thì ngủ trên giường, thằng chồng thì ngủ dưới đất. Đôi khi thằng chồng còn lao ngoài sân. Dạ đúng ạ. Đúng không? Đúng nhận sai cãi cô cái. Đúng ạ. Úi, đấy đây này. Cô có câu này ra là tôi thấy thằng chồng cô khá là ngoan hiền, rất yêu thương vợ con, không chơi bời gì đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng nhận sai cãi. Dạ. Xoay bàn tay ra để cô xem nào. Cái bàn tay này là rất biết chọn chồng người này. Chồng tên Hoàng đúng không? Đúng nhận sai cãi. Dạ đúng ạ. Những thằng tên Hoàng thì rất là tuyệt vời, luôn yêu thương vợ con, đi làm về chỉ có lao đầu vào vợ con thôi, ai đủ đi đâu cũng không đi đúng không? Đúng nhận sai cãi. Dạ cô hay quá. Thế cô cho con hỏi cô tên gì ạ? Tôi tên Hoàng. Dạ. Sao? Đúng nhận sai cãi. À dạ không ạ. Câu 13. Đâu là clip ngắn có nhiều lượt xem nhất trên YouTube của Huy Oppa? Tôi biết là nhiều bạn không để ý đâu á, không thể tin được. Sức vũ công trong tập 430 của Kỹ năng sống lại nhận về 40 triệu lượt xem, quá ư là khổng lồ. À mà hầu như video nào của anh Huy cũng toàn hàng triệu view thôi á. Ui, con số mơ ước mà chị Kính cũng ước mơ mỗi ngày nè. Sao vậy cứu em? Sức vũ công đeo là nhảy. Wow, trời ơi, mình quay lại nha anh. Trời nóng quá nặng. Đừng lo, vũ điệu vũ quản. Kiếm bổ anh ư? Anh về. Bánh tè. Ai ốp kìa mà. Đưa đưa cái đồ em, cái đồ không biết nhảy. Wow, anh yêu trời em. Đồ ép a. Chờ người yêu đây. Câu 14, bạn đoán nhạc nào cho video này? Nhạc 1. Mơ lòng này vương vấn mong ngập. Ở phía bên kia như nàng công chúa trong chuyện cổ tích mà anh hay đau vào những đêm khuya. Nhạc 2. Người ta nói yêu là chẳng bàn cho hết đi. Người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì. Tình yêu vốn đến từ nhịp đập hai trái tim. Hả? Hay nhạc 3. Yêu đơn phương là gì? Là yêu đơn phương là gì? Yêu 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 đơn phương là gì? Bạn mà nhận ra thì chị cho bạn làm đại ca một hôm luôn nè. Chứ chị Kính là không có nhận ra. Sao mà nhớ được cái bài từ năm ngoái cơ chứ. Thôi thì bật mí cho các bạn là nhạc 2 nha. Qua câu tiếp theo để xem điều thú vị về team anh Huy nào. Người ta nói yêu là chẳng bàn cho hết đi. Người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì. Tình yêu vốn đến từ nhịp đập hai trái tim. Hả? Câu 15. Giá trị chiếc nhẫn cưới của cặp đôi Huy Oppa Idol là bao nhiêu nhỉ? Gói gói, cặp nhẫn cưới đựng đầy yêu thương. Không quan trọng tiền bạc là bao nhiêu. Ờ thì chị cũng tiết lộ cho bạn là 70 củ khoai nha. Nhẫn kim cương luôn á trời. Éo ơi, thích thật đấy. Bạn có thích nhẫn kim cương như chị Kính thì like video đi. Hồi hộp, hồi hộp quá. Bây giờ thì cho cháu một tràng vỗ tay được không ạ? Cuối cùng cũng xong. Giờ đến giai đoạn thích nhất. Chồng ơi, bị lỗ đâm mâm. Mẹ đã bảo con ai đi được thì ăn mời. Anh
anh em thân thiết các kiểu đấy. Nhận lời cho sang mồm. Rồi sao? Một câu chúc không có, gửi cũng không. Đưa anh xem. Cái đứa này, nó cưới thì anh đi, giờ mình cưới, nó không một lời chúc hay gửi gì. Nỗ nhiều lắm con ạ. Anh như chẳng em, bạn như chẳng em, biết cách sống đấy. Câu 16, sau khi lấy vợ thì anh Huy Oppa cảm thấy thế nào? Ý giời, bạn chọn bừa là A đúng không? Mà chúc mừng ba nha. Mồm thì anh ấy kêu sai lầm tuổi trẻ vì phải rửa bát rồi thì làm việc nhà, chứ ai mà chẳng biết anh đang hạnh phúc lắm. Anh kêu như vậy thì không biết anh có bị ra đường ngủ không nhỉ. Sai lầm tuổi trẻ à? Câu 17, Oppa Huy và Thông Xoài Ca, ai ít tuổi hơn? A hay là B bạn nhỉ? Đáp án đúng là Thông Xoài Ca nha. Vì anh Thông Xoài Ca kém anh Huy Oppa tận 2 tuổi á. À mà tiện đây thì đố fan đoán xem, fan của ai đông hơn? Bạn là fan của ai thì để lại câu trả lời xuống phần bình luận đi nào. Đứng ra khác, ngại đám em. Just a mouth fit and come to cool zero. Hát được ăn khó lắm nữa, đừng mơ. Bằng em ăn đâu rung rung. Sợ thương mức độ này anh chỉ cần dùng thơ. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn muốn chị làm về idol nào thì đừng quên là like video, subscribe kênh và comment tên idol của bạn xuống phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì đu theo idol và tắt điện thoại học bài thôi. Bye bye. Vâng. Đề nghị các anh giải khỏi đây. Uê. Sao rồi? Mồm nó thối hơn cả hố phân. Dịch đi. Ừ. Uê. Ừ. Ủa giời. Arigato. Lazuto. Mấy con gà này. Nó bảo gì? Dịch chuẩn thế nhỉ? Mua. Luôn mới là gà. Vé chua. Yeah. Vé chua. Mày biết tụng tổ của gà chưa?